Yên 81. Yên 81. Ba gà 81. Cho anh em lên xe nha. Nè. Yên Gia Vinh. Đó, nệm ngồi rất là mềm nha các bạn. Ngồi rất là mềm luôn. Rồi. À, còn trên xe. Hello anh Gấu. Anh Gấu chưa tháo luôn. Đế sắt nha. Sơn Vinh. Ủa tự nhiên hồi nãy đi xe máy nè. Đó. Ba gà 81 nè. Rất là đẹp nha. Cho anh em nào lên xe cổ. Đấy, ba gà 81 nha các bạn. Ba gà 81 rất là hiếm nha. Này. Đó. Này. Đó. Còn nguyên trên xe luôn, chưa tháo. Đấy, ba gà 81 là siêu hiếm nha các bạn. Đó, yên 81 siêu hiếm luôn. Này. Anh em nhìn nè, 81 đời đầu nha. Dạ, 81 đời đầu gấp 2 tầng á. Cái tem mà nó dập vậy nè. Anh em lưu ý nha, tem mà nó dập như vậy thì cái yên của nó là hình dạng nó như thế này nè. Đó. Đó, 81 sau này, 86 sau này yên nó khác nha. Riêng thằng 81 đời đầu thì hình dạng của, đây là hình dạng của cái yên của thằng 81 đời đầu nè. Đó. Ok, cô su hít yên nó cũng khác nữa nè. 86 cô su hít yên nó khác nha. Đó. Ba ga thì xài chung. Ba ga thì 81 thì nó chung hết. 81 đời đầu, 81 đời giữa, 81 đời cuối thì chung hết. Nhưng mà cái yên thì nó khác. Đó, 81 đời đầu thì cái kiểu da nó sẽ như vậy nha. Đấy. Và cái bẩn của nó là nó có găng nha các bạn. Đây. Kìa, đây. Đây. Cái này đi. Cái này khách mua rồi. Đây, cái bẩn nó có găng này các bạn. Đó, nó có găng này. Nha. Còn đời giữa với đời sau này thì nó không có găng nha các bạn. Đó. Cái này 4 triệu khách mua rồi các bạn. Cái này khách mua rồi. Còn cái kia bẩn thì sẽ còn cái kia các bạn. Đó. 81 với lại trên kia cũng còn một cái 81. Thôi. Anh em nào quan tâm yên nệm 81 và ba gà 81 anh em liên hệ nha. Xe này thì mình sẽ để trên xe, mình không có tháo ra. Anh em mua món nào mình sẽ gỡ món đó nha các bạn. Đó, 81 70 nha. Con này cái cục máy đẹp lắm nha anh em. Cục máy này anh em lên DD là thôi nhức nách luôn. Anh em mà lên DD là lên cục này nha. Ba cháy bùi chét nha các bạn. Siêu phẩm luôn. À. Siêu phẩm nha. Rồi, ok. Cảm ơn anh em. Anh em nào quan tâm yên với ba gà, anh em liên hệ nha. Phương thức mua hàng. Những anh em ở khu vực Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa là chuyển khoản, rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chỉ điện trước xíu hàng sau, không ship code nha anh em. Cảm ơn tất cả các bạn. Nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng viên xe cấp nha anh em ơi.